chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm trước mình có quay cho các bạn xem cái cảnh thu hoạch lúa và những cái cỗ máy cực kỳ hiện đại của người dân nông thôn Nhật Bản dùng để thu hoạch lúa rồi. Và hôm nay mình gửi đến các bạn một cái video về cái cảnh cày ruộng và những cái máy cày cực kỳ hiện đại của các bác người dân nông thôn Nhật Bản. Mình mời các bạn xem cùng mình nhé. Thì cái máy này mình vừa mới hỏi các bác ấy, bác ấy mua được khoảng 2 tháng thôi, là 440 man tiền Nhật một cái, là khoảng 900 triệu tiền Việt nha các bạn. Và cái máy này là cái máy hiện đại nhất hiện nay. Đây các bạn thấy các bác ấy làm nông nghiệp cực kỳ là sướng nha. Chỉ cần ngồi trong cái cabin đó, và trong cái cabin nó có điều hòa, và cái máy nó sẽ tự động được nha các bạn. Nó có cảm ứng á, khi nào đến gần bờ đó là nó tự nó lái, hoặc là nó tự đứng lại. Mình quay sát vào cho các bạn xem này. Cái đầu này nó, khi mà nó cày á, cái đất, cái mặt ruộng nó bằng phẳng luôn các bạn ạ. Cái máy này nó đa chức năng nha các bạn. Nó vừa cày, vừa cấy, vừa bừa, và có thể làm những cái lãnh để thoát nước ở giữa ruộng. Tại vì người dân người ta nhiều khi là người ta sẽ trồng một vụ trồng đậu á, và nó đắp được bờ nữa nha các bạn. Khi mà các bác ý muốn đắp bờ là các bác lát một cái chảo tròn ở phía bên này, là cái máy nó sẽ vun đất, nó đắp bờ luôn các bạn ạ. Ở đây thì hôm nay các bác ý sung dùng cái chảo đó. Các bạn thấy cái máy nó đi cực kỳ nhanh này. Mình đi còn không kịp nữa. Khi mà các bác ấy muốn cày hoặc cấy á, hoặc là muốn đắp bờ á, thì chỉ có việc là thay cái cục đầu bò ở dưới kia thôi các bạn ạ. Thay vì bây giờ đang là cày á, nếu mà mai mốt mà các bác ấy muốn cấy á, là các bác ấy tháo cái đó ra và lắp cái đầu cấy vào, là sử dụng đa năng luôn các bạn. Xem đến những cái chỗ giáp nhé, những cái giáp ruộng là mình thấy là nó làm được sát bờ luôn. Video này thì mình muốn chia sẻ với các bạn một chút về cái cảnh mà cái máy cày cày ruộng này nhé. Vì bạn nào mà đã từng sống ở vùng nông thôn chắc hẳn là sẽ không xa lạ gì với những cái cánh đồng ruộng như thế này và những cái máy cày như thế này á. Thông cảm cho mình nhé. Và mình muốn gửi đến những bạn mà sinh sống ở thành phố, nhất là những em nhỏ ở thành phố đất chật người đông á, các bạn chắc là chưa thể
thấy được những cái cảnh mà cánh đồng ruộng và những cái máy cày ruộng hiện đại như thế này. Thì mình mong các bạn thông cảm cho mình nhé. Đây nha các bạn. Mình quay sát cái góc khi mà cái máy nó quay đầu cho các bạn xem nhé. Đây các bạn xem bác cái gọi mình. Hi. Zero S cả. À. Hi. Các bạn bác cái giới thiệu cho các bạn xem đây là cái hệ thống của bên trong nhá. Có máy lạnh nè. Hi. Hi. Bác. Hi. Bác ấy nói là nó tự động và nó có máy lạnh bảng điều khiển ở bên trên đây nha các bạn. Và bây giờ bác ấy sẽ chạy tự động cho mọi người xem. Hải. Hải. À, Zido đề kỳ mà sự. Zido đề kỳ mà sự. Hải. Arigato. Hải. Bây giờ bác sẽ chạy tự động nha các bạn. Đây mình quay sát một chút cho các bạn xem cái máy nó hiệu quả như thế nào nhé. Các bạn thấy nó đi rất là êm và khi máy nó chạy qua cái là cái mặt ruộng á, nó bằng thẳng lắm các bạn ạ. Tại vì cái tiếng máy nó kêu nó hơi ồn, mong các bạn thông cảm nhá. Các bạn xem video nhớ cho mình xin một like, một nút chia sẻ kênh và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình và để sớm nhận được những video mới nhất của mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Mình chào các bạn nha.